Avezac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với bài tiếp theo của chương số phức. Thì hôm trước thì ở video kia chúng ta đã ôn tập những cái dạng bài về tập hợp điểm biểu diễn số phức. Thế nhưng mà những cái dạng bài đó chỉ ở mức cơ bản thôi, đúng không nào? Và hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn về vẫn là bài toán tập hợp điểm biểu diễn số phức, nhưng nó sẽ ở những bài toán nâng cao hơn, khó hơn một chút. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng vào chuyên đề tiếp theo nhé. Rồi, chuyên đề này là chuyên đề số 3, tập hợp điểm biểu diễn số phức ở dạng nâng cao. Và chúng ta sẽ có ví dụ như sau. Ví dụ của cô này, gọi M là một điểm biểu diễn của số phức xét. Biết rằng tập hợp các điểm M là phần tô đậm ở hình vẽ bên. Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng? Như vậy thì khi mà tập hợp điểm biểu diễn số phức Z ấy, là biểu diễn bởi những phần tô đậm ở đây, thì các em hãy nhìn thấy là nó sẽ được ở bên trong của hai đường tròn. Một là đường tròn to, thì đường tròn to ở đây nó có bán kính là bằng 2, đúng không nào? Và ở đây là đường tròn bé bên trong, đường tròn bé thì có bán kính là bằng 1. Mà chúng ta lại có là tập hợp điểm biểu diễn số phức Z thì chính là điểm M, đúng không nào? Và ở đây ký hiệu modulus của Z có nghĩa là sao? Thì chúng ta ôn lại công thức modulus của Z một chút. Modulus của Z này, modulus của Z ở đây chính là bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình, đúng không? Hay là ở đây căn bậc 2 của X bình cộng Y bình. Nếu gọi Z ở đây là X cộng Y, đúng không nào? Mở ngoặc ở đây, Z của cô sẽ là X cộng Y. Thế như vậy thì từ đây thì suy ra tập hợp điểm M ở đây của cô sẽ có tọa độ là XY, phải không nào? Đúng không? Mà M thì lại nằm bên trong phần này. Thế như vậy thì có nghĩa là modulus của Z của cô, modulus Z, tức là tập hợp đường tròn mà biểu diễn M ấy, thì chúng ta sẽ có là nó nằm giữa hai đoạn này, thì tức là M sẽ lớn hơn 1, đúng không? M sẽ lớn hơn 1 và bé hơn ở đây là bé hơn 2. Đó. Và khi người ta nói là không kể biên, đúng không? Tức là nó sẽ không được nằm ở trên hai cái biên này. Đấy, thì khi đấy ở đây sẽ không có dấu bằng nhá. Thế còn nếu người ta có nói là ở trên cả tính cả biên nữa, thì tức là cô sẽ có là một bé hơn nó bằng modulus Z và bé bằng 2. Còn nếu không kể biên, chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án C luôn nhá. Vậy thì với câu hỏi số 1 rất là đơn giản, chúng ta sẽ chọn luôn được đáp án là đáp án C. Sang đến câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 đó chính là cho số phức Z thỏa mãn là modulus của Z bằng 1 và với điểm A như trong hình bên. Đây, đây là chính là điểm A trong hình bên của chúng ta đây. Thì đề bài bảo là biết rằng trong hình vẽ bên thì điểm biểu diễn của số phức W thì bằng là 1 trên Z, thì là một trong 4 điểm MNPQ. Vậy thì khi đó ở đây điểm biểu diễn của số phức W sẽ là điểm nào, đúng không nào? Vậy thì tức là trong bài này chúng ta dựa vào điểm A để đi tìm điểm biểu diễn của số phức W. Vậy thì cô có một cái công thức như sau này, chúng ta sẽ ôn lại nhá. Đấy là ở trong cái bài đầu tiên về tính modulus số phức thì chúng ta có một cái công thức, đấy chính là modulus của Z tất cả bình, đúng không? Thì sẽ bằng là Z nhân với cả modulus của Z, Z liên hợp, Z nhân Z liên hợp. Mà ở đây thì chúng ta có là modulus của Z thì chính là bằng 1 theo đề bài đã cho, đúng không? Vậy từ đây cô sẽ có được là Z nhân với cả Z liên hợp sẽ bằng, ở đây là bằng 1. Vì đây modulus của Z thì bằng 1 mà, đúng không? Vậy thì modulus của Z bình lên thì cũng vẫn là 1 thôi. Ở đây chúng ta có bằng 1. Mà ở đây mình lại có được là, các em nhìn thấy này, W thì lại bằng 1 trên Z, đúng không? Vậy thì từ đây có phải các em thấy được nhân cô nhân chéo lên thành là Z nhân W cũng bằng 1 không? Đúng không? Và từ hai cái này, thì chúng ta dễ dàng nhận ra được đấy chính là Z nhân modulus Z bằng 1. Z nhân Z liên hợp bằng 1 này, Z nhân W bằng 1 này. Vậy thì từ đây suy ra W chính là bằng Z liên hợp luôn nhá. Như vậy thì W mà bằng Z liên hợp thì chúng ta sẽ có được là gì đây? Nào bây giờ mình cùng xem nhá. Giả dụ như bây giờ điểm A này là cái điểm biểu diễn số phức Z và nó có tọa độ là AB, đúng không? Thì khi đó ý, mình sẽ có luôn một điểm biểu diễn số phức W ấy, nó sẽ có tọa độ ở đây sẽ là A. W ở đây của cô sẽ bằng là A trừ BI, đúng không? Như vậy nó sẽ có tọa độ là A trừ B. Tức là điểm đó sẽ là điểm đối xứng với điểm A qua trục OX. Và từ đấy chúng ta sẽ thấy luôn, đây chính là điểm Q chúng ta cần tìm, đúng không? Đây chính là điểm Q chúng ta cần tìm. Và chúng ta sẽ khoanh được đáp án, thì chính là đáp án D luôn nhá. Thì các em nhớ nhá, khi mà W
bằng Z liên hợp. Z liên hợp so với Z nó sẽ đối xứng nhau qua trục OX nhá. Tại vì một thằng nó là AB, còn một thằng nó là A trừ B, đúng không nào? Một thằng nó là A trừ B. Đấy, từ đấy chúng ta sẽ có điểm này là điểm Q. Ok, xong câu hỏi số 2, sang câu hỏi 3 nhá. Rồi, sau đấy câu hỏi số 3 thì vẫn là một câu tìm tập hợp điểm. Thế nhưng mà ở tập hợp điểm ở đây đề bài cho dữ kiện khó hơn đề bài trước một chút. Đấy là chúng ta có modul của Z thì bằng 1 này. Ok, vẫn có modul Z bằng 1 và điểm A vẫn là điểm biểu diễn số phức Z. Đây, chúng ta vẫn có điểm A ở đây là điểm biểu diễn số phức Z các em nhá. Thế nhưng mà trong bài này người ta yêu cầu là đi tìm điểm biểu tập hợp điểm biểu diễn của số phức W. Và W ở đây khó hơn, đấy chính là bằng là 1 trên cho Y nhân Z các em nhá. 1 trên Y nhân Z và là một trong 4 điểm MNPQ. Nào sau đây, đây, các 4 điểm đây. Rồi, thế vậy thì bây giờ chúng ta vẫn sẽ khai triển cái đề bài yêu cầu ra. Chúng ta có đề bài là modul Z là bằng 1 này, đúng không các em? Modul Z bằng 1 và chúng ta có được là W ở đây thì bằng là 1 trên cho Y nhân Z. Thế thì Z ở đây cô sẽ gọi tọa độ của nó, phương trình của nó là A cộng BI nhá, A cộng BI. Thế thì khi đấy bây giờ cô phân tích cái W này ra thành là 1 trên cho, nào bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích ra. Ở đây thành là AI này cộng BI bình đúng không? Mà Y bình thì bằng âm 1. Hôm nọ chúng ta có học đấy chính là cái đơn vị ảo ấy. Đơn vị ảo, đúng không? Y bình thì sẽ bằng là âm 1. Đó. Thế vậy thì nếu đơn vị ảo mà bằng âm 1 thì từ đây chúng ta sẽ có là âm B cộng với AI, đúng không? Và để biết được là cái số phức W ấy là biểu diễn cho điểm nào, đúng không nào các em? Thì chúng ta phải xác định được phần thực và phần ảo của số phức W. Như vậy thì để xác định được phần thực và phần ảo của số phức W này thì chúng ta phải làm mất đi Y ở dưới mẫu. Vì từ đấy chúng ta mới xác định phần thực và phần ảo. Đấy, mà mất đi ở dưới mẫu thì đây chính là phép chia số phức. Và hôm nọ thì chúng ta có học phép chia số phức rồi. Đấy chính là chúng ta sẽ nhân liên hợp, đúng không? Ở đây cô sẽ nhân cả tử cả mẫu với cả AI cộng B. Đó, nhân cả tử cả mẫu với AI cộng B. Thế như vậy đây sẽ là AI trừ B nhân với AI cộng B. Đó, thì các em sẽ có luôn là AI này. Đây là AI cộng B. Và ở dưới mẫu của chúng ta sẽ có, ở đây sẽ là AI tất cả bình, AI tất cả bình trừ đi B bình, đúng không nào? AI tất cả bình trừ đi B bình. Như vậy nó sẽ là trừ đi mở ngoặc A bình cộng B bình. Đây, nó sẽ như thế này. Đó, vậy thì từ đây cô có này, chuyển dấu âm lên trên này, nó sẽ là trừ B trừ AI trên cho A bình cộng B bình. Mà ở đây A bình cộng B bình thì thấy quen không nhỉ các em nhỉ? Rất là quen đúng không? A bình với cộng B bình nó xuất hiện ở đâu? Đây, chúng ta có modul của Z là bằng 1. Mà Z ở đây thì chính là A cộng BI này, đúng không? Bằng 1. Vậy từ đây chúng ta tương đương căn bậc 2 A bình cộng B bình bằng 1 luôn. Thì cũng là A bình cộng B bình sẽ bằng 1. Vậy đây sẽ là trên cho 1, đúng không nào? Và từ đó thì chúng ta sẽ có số phức W sẽ có dạng là A trừ BI. Và từ đây suy ra điểm biểu diễn cho số phức W sẽ là điểm có tọa độ là âm B, âm A nhá, âm B, âm A. Rồi thế bây giờ mình thử xem nào. Nếu như bây giờ điểm A này của cô này có tọa độ là AB, đúng không? Thì điểm nào sẽ có tọa độ là âm B, âm A đây? Đây, cô sẽ dòng ra đây. Nếu nó có tọa độ là AB thì đây sẽ phải là A và đây sẽ là B, đúng không? Vậy thì âm B, âm A chỉ có một điểm duy nhất thôi, đấy chính là điểm P, đúng không nào các em? Vì âm B, âm A, A nó sẽ nằm ở góc phần tư thứ ba, đây đúng không nào? Nó sẽ nằm ở góc phần tư này. Đấy, mà điểm Q chắc không phải rồi, vì ở đây AB nó bé này thôi, đúng không? Vậy chúng ta thì chỉ có một điểm thôi, là điểm P. Và chúng ta khoanh luôn được đáp án, đây chính là đáp án C luôn. Ok, xong, mà sang đến câu số 4 nhá. Câu hỏi số 4, cô có được là gọi ABC là điểm biểu diễn lần lượt các số phức ở đây là Z1, Z2 và Z3. Thì đề bài hỏi là mệnh đề sau đây là nào sau đây là đúng. Với 3, 4 mệnh đề là ABC thẳng hàng này, tam giác ABC đều này, tam giác ABC cân tại B này, và cuối cùng là tam giác ABC vuông cân. Đó, thế như vậy thì đây là một cái dạng bài mà gây khó chịu cho mình nhất. Các em biết tại sao không nhỉ? Tại vì khi mà chúng ta xác định ra ABC rồi thì chúng ta phải đi kiểm tra từng đáp án một, đúng không nhỉ?
ít, chúng ta phải kiểm tra khoảng 2 đáp án chúng ta mới loại được. Đấy, như vậy thì đây là một dạng bài khá là khó chịu. Thế như vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các em hãy tìm cho cô tọa độ của các điểm ABC nhá. Thì đây chúng ta có này, tọa độ điểm A ở đây của mình sẽ có tọa độ là gì? A ở đây là điểm biểu diễn số phức Z1 trừ 1 cộng 3i. Như vậy A tọa độ là trừ 1, 3. Đúng không? Và điểm B, điểm B là điểm biểu diễn số phức Z2 trừ 3 trừ 2i. Như vậy đây là trừ 3 trừ 2. Và cuối cùng đó chính là C, có tọa độ ở đây là 4, 1. Ok, rồi. Đầu tiên thì bây giờ chúng ta hãy xét ra cái mệnh đề đầu tiên nhá, là ABC thẳng hàng. Như vậy thì để ABC thẳng hàng thì từ đây cô sẽ đi tính vector AB. Tính vector AB. Thì vector AB ở đây của cô sẽ là lấy âm 3 trừ đi âm 1 đúng không? Thì chúng ta sẽ có được là âm 2. Lấy âm 2 trừ đi 3 cũng có được là âm 5. Đó, và tương tự tính vector AC. AC ở đây thì cô sẽ có là 4 trừ đi âm 1 là 5. 1 trừ đi 3 là âm 2. Đó. Thì để chúng ta xét cái mệnh đề A này là để ABC thẳng hàng đúng không? Thì khi chỉ khi đó chính là vector AB ở đây sẽ phải bằng K lần vector AC. Cái này chúng ta học từ hồi lớp 10 rồi, đúng không nào? Thì từ đây nếu mà đã có được cái tỷ lệ này rồi thì mình sẽ có được tỷ lệ hoành độ, tức là âm 2 trên cho 5 thì phải bằng âm 5 trên âm 2, đúng không? Đó, thế nhưng mà khi mà nhìn vào trong cái phương trình này thì chúng ta nhìn thấy là cái này vô lý luôn. Cái này phải là khác, đúng không nào? Vậy từ đây chúng ta suy ra là ABC ở đây làm sao nhỉ? ABC ở đây sẽ chắc chắn là không thẳng hàng rồi, đúng không? ABC ở đây không thẳng hàng. Như vậy thì cái mệnh đề A ở đây ấy, chúng ta có thể loại luôn, không thẳng hàng. Như vậy thì chỉ còn lại 3 đáp án thôi. Đấy chính là đều, cân và vuông, vuông cân, đúng không nào? Vậy thì khi mà các em nhìn thấy là AB và AC nó có tọa độ hai vector như thế này thì các bạn nghĩ đến ngay này, đó chính là nếu như bây giờ vector AB của cô mà nhân với cả vector AC ấy thì nó sẽ bằng gì nào? Các em mình thấy là có âm 2 nhân với cả 5 cộng với cả âm 5 nhân với âm 2. Mình nhận nhìn thấy luôn là cái này nó sẽ bằng 0. Đúng không? Đấy, khi mà mình quan sát thấy là nó rất là có sự liên hệ với nhau, âm 2, âm 5 rồi 5, âm 2, đúng không? Nhẩm trong đầu chúng ta thấy là khi mà nhân với nhau ra đây, nó sẽ bằng 0 luôn, đúng không nào? Và khi mà hai vector AB nhân vector AC ấy mà bằng 0 ấy, đúng không? Thì từ đây chúng ta có thể suy ra luôn đấy chính là tam giác ABC ở đây của cô sẽ vuông tại A. Đúng không? Vuông tại A. Và chúng ta không cần biết ở đây là nó có vuông cân hay không, mà ở đây có yếu tố vuông như này. Đấy, thì khả năng đáp án nó sẽ là đáp án D rồi, đúng không? Còn để chứng minh yếu tố cân nữa thì rất là dễ. Các em có thể nhìn thấy luôn. Từ đây chúng ta có thể suy AB, độ dài của nó sẽ là căn bậc 2 của âm 2 bình cộng với âm 5 bình. Đúng không? Và độ dài của AC trong này cũng sẽ là căn bậc 2 của 5 bình cộng với âm 2 bình. Đúng không? Đó, vậy thì chắc chắn là hai cái này nó bằng nhau rồi, đúng không? Hai này bằng nhau. Vậy hai cái đó bằng nhau mà ở đây có thêm yếu tố là vuông cân tại A nữa thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn được một đáp án là đáp án D luôn. Đó, ok. Rồi, vậy thì đôi khi gặp những cái bài này chúng ta nên quan sát một tí thì chúng ta sẽ đỡ phải làm nhiều, đỡ phải đi tính nhiều. Ví dụ tam giác ABC đều ấy, chúng ta có thể phải đi tính ra AB, AC, BC, đúng không? Nhưng mà thay vì đấy, nếu như chúng ta làm đến đây rồi, chúng ta nhận ra là hai cái này nhân với nhau sẽ là bằng 0. Vậy nó sẽ là có yếu tố vuông. Và khi có yếu tố vuông thì chúng ta sẽ xét là đáp án D nhá, xem có đúng chuẩn chính xác nhất không. Ok, thì đó chính là câu hỏi số 4 của cô. Và bây giờ chúng ta sang đến câu hỏi số 5 nhá. Câu hỏi thứ 5 là trong mặt phẳng tọa độ vẫn là cho 3 điểm ABC, lần lượt là 3 điểm biểu diễn của 3 số phức Z1, Z2 và Z3. Và đề bài yêu cầu là đi tìm A để sao cho tam giác ABC ở đây vuông tại A. Thì A nó ở vị trí đây này các em này, là Z3 bằng A trừ Y nhá. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là đi tìm ra tọa độ của 3 điểm ABC nào. Ta có. Thì ở đây đầu tiên này, Z1 thì chị không nói rồi đúng không? Z1 bằng 1 cộng Y. Thì từ đây chúng ta sẽ ra được điểm A, cái tọa độ là 1,1 luôn. Đó. Thế còn Z2 ở đây thì đề bài nó lại đang cho lơ lửng là 1 cộng Y, tất cả bình cơ. Vậy thì để tìm được Z2 chúng ta phải rút gọn được cái phương trình này ra.
Và rút gọn thì các em có thể phá tung ra cũng được, hoặc chúng ta ấn máy. Thì ấn máy hôm nọ cô đã hướng dẫn các em là chúng ta sẽ ấn 12, lệnh 12, sau đó nhập 1 cộng y tất cả bình, đúng không nào? Y thì nó ở chữ NG ấy, nó ở dấu mở ngoặc ấy nhá các em nhá. Thế sau đó chúng ta ấn bằng thôi. Thì chúng ta sẽ ra được cái này nó sẽ là 2y. Và nếu cái này là 2y thì tọa độ điểm B của cô sẽ là 0,2. Được chưa? Điểm B ở đây sẽ là 0,2. Và tương tự như vậy thì Z3 ở đây cô sẽ có tọa độ A trừ Y. Như vậy thì Z3 là điểm C với tọa độ là A trừ 1. Được chưa nào? A trừ 1. Ok, vậy thì tìm A để tam giác ABC vuông tại A. Thì chúng ta bắt đầu lập luận này. Để cái tam giác này ấy, của cô vuông tại A, đúng không? Thì từ đây tương đương của cô sẽ có được là vector AB nhân với cả vector AC. Đây sẽ phải là bằng 0, đúng không nào? Tam giác ABC vuông tại A thì tức là chúng ta có AB sẽ vuông góc với cả AC. Từ đó suy ra vector AB nhân vector AC sẽ bằng 0. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xây dựng ra vector AB và vector AC. Nào, vector AB ở đây của cô sẽ bằng gì đây các em ơi? AB đây. Như vậy chúng ta sẽ có là âm 1, 1, đúng không? Thế còn với vector AC thì sao? Chúng ta sẽ có được là A trừ 1, âm 2. Đó. Và từ đây thì chúng ta dễ dàng suy ra là AB nhân AC sẽ bằng là... Nào, chúng ta nhẩm nhá. Âm 1 này nhân với A trừ 1 này, đúng không? Cộng với cả 1 nhân 2, 1 nhân âm 2. Thì chúng ta cái phải có cái này là bằng 0 này, đúng không? Và từ đây thì cô có tương đương âm A cộng 1 trừ 2 bằng 0. Và từ đây chúng ta có tương đương A của cô sẽ bằng là âm 1. A ở đây sẽ bằng âm 1 nhá. À, từ khoan đã nào. Sao A ở đây? A âm A này. Đây chúng ta sẽ làm từng bước một nhá. Xem A bằng bao nhiêu. Âm A ở đây chúng ta sẽ có là bằng... chuyển về sang âm A trừ 1, đúng không? Thì bằng 0. Rồi, A bằng âm 1. Mình xem là mình có bị nhầm ở đâu không nhỉ? Âm A cộng 1 này trừ đi 2 này, đúng không? Âm A cộng 1 trừ 2. Chắc là chúng ta không nhầm ở đâu rồi. Vậy thì từ đây A của cô sẽ bằng âm 1 nhá. Âm 1. Thì các em sẽ sửa lại cô đáp án là đáp án A. Chúng ta sẽ có A ở đây là âm 1. Đáp án A. A âm 1. Ok, sang đến câu hỏi số 6 nào. Chúng ta có các số phức là Z1, Z2, Z3 có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là ba đỉnh của tam giác đều có phương trình đường tròn ngoại tiếp ở đây là x cộng 2017 bình cộng với x y trừ 2018 tất cả bình bằng 1. Và đề bài yêu cầu hỏi đó chính là đi tìm phần thực, tổng phần thực, phần ảo của số phức W ở đây. Biết rằng ở đây W lại bằng Z1 cộng Z2 cộng Z3 nha các em nhé. Rồi, ok, như vậy thì với một cái đề bài khá là phức tạp như này thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đây? Thì đầu tiên này, cô sẽ có được là cái tọa độ tâm đường tròn ở đây. Ta có này, đường tròn ở đây là đường tròn tâm y, đúng không? Tâm y có tọa độ ở đây sẽ là âm 2017 và 2018, đúng không? Vì đường tròn nó sẽ có phương trình, nó chính là x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình bằng r bình. Như vậy thì r ở đây của cô sẽ là bằng 1. Đó, r ở đây của cô sẽ bằng 1. Ok, như vậy thì đấy là xong cái phần đường tròn rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ có ba cái số phức Z1, Z2, Z3 này đúng không? Thì bây giờ cô sẽ gọi tập hợp điểm biểu diễn số phức. Tập hợp biểu diễn Z1, Z2 và Z3 ở đây lần lượt là 3 điểm A, B, C nhá, là lần lượt là 3 điểm A, B, C. Thế như vậy thì từ đây chúng ta có thể suy ra được này là W của cô thì bằng là Z1 cộng Z2 và cộng với Z3, đúng không các em? Đó, mà Z1 lại biểu diễn của nó là điểm, tập là điểm A, Z2 biểu diễn là điểm B, Z3 điểm biểu diễn của nó là điểm C. Vậy thì từ đây cô sẽ có luôn là W ở đây của cô sẽ bằng vector OA cộng vector OB và cộng với vector OC. Đúng không? Đó. Như vậy thì nếu mà vector OA cộng vector OB cộng vector OC ấy, thì nó sẽ bằng vector nào đây?
thì chúng ta nhận thấy này là cái tam giác ABC này là tam giác đều, đúng không? Đấy, là tam giác đều. Mà chúng ta lại có là mà ABC, tam giác ABC ở đây đều, đúng không? Đều. Như vậy thì nếu là một tam giác đều thì nó sẽ nhận chính cái tâm đường tròn ngoại tiếp ở điểm Y này là trọng tâm của nó luôn, đúng không nào? Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra nhận Y là trọng tâm của tam giác này luôn. Trọng tâm của tam giác luôn. Y sẽ là trọng tâm của tam giác. Và khi mà Y là trọng tâm của tam giác ấy thì chúng ta sẽ có được là W ở đây của cô sẽ bằng là vector OA cộng vector OB cộng vector OC sẽ bằng là 3 lần vector OI, đúng không? Là bằng chính là 3 vector OG đấy. Như vậy G ở đây thì Y lại là trọng tâm, như vậy nó sẽ là 3 lần vector OI, đúng không nào? Như vậy thì nếu ở đây là 3 lần vector OI thì chúng ta sẽ có như sau. Nó sẽ là 3 lần này. Tọa độ điểm Y ở đây của cô sẽ là âm 2017 cộng với 2018 Y. Đó, và từ đây chúng ta sử dụng máy tính ra tính ra xem bằng bao nhiêu nhá. Nào, ở đây thì cô sẽ có được là bằng này. Âm 2017 nhân 3, nó có là âm 6051 cộng với 2018 nhân 3, chúng ta có như là 6054 Y, đúng không nào? Ok, thế như vậy thì đây chính là số phức W mà chúng ta cần tìm. Và tổng phần thực phần ảo của chúng ta sẽ là gì đây các em? Tổng phần thực và phần ảo, đúng không? Thì phần thực của chúng ta sẽ là âm 6051 và phần ảo ở đây sẽ là 6054. Vậy thì chúng ta lấy 6054 trừ đi 6051 và mình sẽ ra được kết quả luôn. Tổng phần thực phần ảo ở đây sẽ là bằng 3. Chúng ta có đáp án luôn, là đáp án C. Đó. Thế vậy thì đây là một bài tập hợp điểm biểu diễn số phức hơi phức tạp hơn một chút. Nếu mà bạn nào để ý được là cái đoạn là tâm đường tròn ngoại tiếp ở đây chính là trọng tâm của nó luôn và thay vào thành 3 làm vector OG thì tất nhiên sẽ ra luôn, rất là dễ ở đoạn đó, đúng không? Nhưng nếu bạn nào không nhận ra được thì có lẽ bài này hơi khó một chút, đúng không nhỉ? Ok, rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sang đến hai câu còn lại của phần video này nhá. Câu hỏi số 7 ở đây là một câu hỏi khá là quen và chúng ta đã gặp ở cái video trước rồi. Nếu bạn nào chưa rõ, chúng ta có thể mở video trước ra xem thử xem sao nhá. Thì với các dạng bài liên quan đến module của số phức, cho module và đi tìm một số phức khác thì chúng ta có được đề bài này. Ở đây một phương trình số phức Z thỏa mãn điều kiện là module của Z cộng 2 thì bằng căn 2. Biết rằng tập hợp điểm M là điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn điều kiện là W ở đây của cô bằng 1 cộng 2Y tất cả nhân Z và cộng với 1. Và là đường tròn C có tâm Y ở đây tọa độ là AB, tính độ tính tổng của A cộng B. Ok, vậy thì với một bài toán này thường thường thì chúng ta hay gọi Z là A cộng BI hay là gọi Z là X cộng YI, đúng không nào các em? Thế nhưng mà với bài toán này lại là hỏi số phức Z, số phức W cơ. Đấy, thế nên là chúng ta phải cẩn thận một chút ở đoạn này và chúng ta sẽ không gọi Z nữa mà chúng ta phải gọi cái người ta cần tìm, đó chính là gọi số phức W nhá. Thế nhưng ở đây đề bài lại cho cái Z như này. Vậy thì chúng ta sử dụng cái Z này như thế nào đây? Nếu như chúng ta không gọi, đúng không? Thì cái này ở hôm nọ chúng ta đã thử làm rồi. Cô sẽ bắt đầu phân tích từ cái W này nhá. Nào, ta có, mình có W là bằng 1 cộng với 2Y nhân với Z cộng 1, đúng không nào? Và từ đây thì cô sẽ có được là tương đương W của cô sẽ bằng này. Cái này cô sẽ nhân vào là 1 cộng 2Y. Và cái Z ở đây ý, cô sẽ biến đổi thành là Z cộng 2. Đưa về Z cộng 2 vì làm sao? Tại vì nó xuất hiện module của Z cộng 2. Thế nên cô sẽ biến đổi cái Z này thành là Z cộng 2. Sau đó chúng ta sẽ thêm bớt này. Ở đây cộng 2 thì mình sẽ nhìn thấy là 2 x 1 cộng thêm 2 chúng ta trừ đi 2. Cộng thêm 4Y chúng ta trừ đi 4Y. Và cuối cùng không quên nốt cộng 1 để hóa vốn. Đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta sẽ tương đương W của cô sẽ bằng 1 cộng 2y nhân với z cộng 2. Và đây rút gọn đi thành là trừ đi 4y trừ đi 1. Đúng không? Trừ đi 4y trừ đi 1. Và từ đây chúng ta tương đương này, tất cả cái phần này chúng ta vứt hết sang với W. Thành là W cộng 1 cộng 4y thì bằng là 1 cộng 2y nhân với z cộng 2. Đó. Và đến bước này thì các em sẽ có một cái bước, đó chính là module hai vế cho cô.
mô đun hai vế nhá. Thì với cái bức mô đun hai vế này ý, thì chúng ta sẽ có được là mô đun của W cộng 1 cộng 4Y sẽ bằng mô đun của 2Y cộng 1, đúng không? Nhân với mô đun của Z cộng 2. Đó, ok không nhỉ? Và từ đây thì nếu như chúng ta gọi W ở đây của cô ấy là X cộng Y, thì ở đây chúng ta sẽ có cộng 4 cộng 4Y này bằng, đây các em hãy nhìn thấy luôn, mô đun của 2Y cộng 1 thì chính là căn bậc 2. Phần thực bình là phần 2 bình này, cộng phần ảo bình ở đây chính là 1 bình. Và nhân với mô đun của Z cộng 2 thì các em thấy có luôn, mô đun của Z cộng 2 chính là căn 2. Đó, ra luôn này. Ok, vậy từ đây cô có tương đương. Đây là mô đun của một số phức Z đúng không nào các em? Thì chúng ta sẽ có được là căn bậc 2, phần thực bình là X cộng 1 bình, cộng với phần ảo bình ở đây là Y cộng 4 bình, thì bằng, nào phần này chúng ta rút gọn ra nào. Ở đây là 5 này nhân 2 đúng không? Căn 5 nhân căn 2 đấy sẽ là căn 10. Đó. Và chúng ta sẽ bình phương hai vế lên luôn. Thì khi mà bình phương hai vế lên ấy, cô sẽ có được là X cộng 1 bình cộng với Y cộng 4 bình và bằng ở đây căn 10 bình sẽ là bằng 10. Đó, ok. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được tâm Y luôn. Thì cái tâm Y chúng ta cần tìm sẽ có tọa độ là âm 1, âm 4 nhá. Vậy thì tổng của A cộng B trong bài này, tâm Y AB đúng không? Tổng A cộng B ở đây sẽ là bằng âm 5. Và chúng ta có đáp án là đáp án A. Đáp án A. Ok, vậy câu 7 xong. Tiếp tục sang đến câu hỏi cuối cùng của video này. Đó chính là đề bài cho số phức Z thỏa mãn điều kiện là mô đun của Z cộng Y thì bằng là căn 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức là biểu thức T bằng mô đun của Z cộng 1 cộng 2Y cộng với cả mô đun của Z trừ 2. Và đề bài hỏi là ở đây giá trị lớn nhất của cái biểu thức T này là bằng bao nhiêu các em ạ? Rồi, ok. Thì đây có thể nói là một bài vận dụng cao của phần số phức. Khó hơn một chút thôi, nó liên quan đến phần minmax. Thì với bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì để làm được bài này này, đầu tiên cô sẽ gọi tập hợp điểm biểu diễn số phức Z nhá. Ở đây cô sẽ gọi Z là X cộng YY. Khai triển ra và từ đấy chúng ta có này. Từ đấy suy ra được là X cộng YY cộng với Y ở đây thì bằng căn 2. Vậy thì từ đây chúng ta có được là X bình cộng với Y cộng 1 bình thì sẽ bằng là căn 2 bình. Đó. Như vậy từ đây suy ra là tập hợp điểm biểu diễn, tập hợp điểm biểu diễn số phức Z sẽ là một đường tròn tâm Y có tọa độ ở đây là 0, âm 1 và bán kính là bằng căn 2. Đúng không? Bán kính ở đây sẽ là bằng căn 2. Đó. Thế như vậy ok rồi, bán kính là bằng căn 2 rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có được cái điều gì tiếp theo đây? Thì ở đây xét, chúng ta bắt đầu xét cái biểu thức T nhá. Xét cái biểu thức T này. Cái biểu thức T của cô ở đây là Z cộng với 1 cộng 2Y cộng với cả Z trừ 1 đúng không? Ok. Như vậy nếu như bây giờ với cái biểu thức T ở đây mà cô gọi có điểm, hai điểm tọa độ như sau. Bây giờ giả sử như là bây giờ cô gọi điểm A, gọi điểm A này. Các em nhìn thấy ở đây nó có tọa độ là, ở đây là 1 cộng với cả 2Y đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi tọa độ điểm A có tọa độ là âm 1, âm 2. Và điểm B có tọa độ là 1, 0. Vậy thì nếu mà gọi hai tọa độ A và B như thế này thì chúng ta sẽ có được luôn, đấy chính là T ở đây của cô sẽ bằng là MA cộng MB. Đó. Trong đó ở đây tập hợp điểm này, điểm M đi, điểm M biểu diễn số phức Z nhá. Cái điểm M này là tập hợp điểm biểu diễn số phức Z. Vậy thì điểm A ở đây là tập hợp điểm biểu diễn của 1 cộng 2Y đúng không? Đây là A, MA đúng không nào? Như vậy thì từ đó chúng ta nhận ra được này. Các em đã nhìn thấy lên trên hình vẽ này cho cô. Thì chúng ta sẽ nhìn ra là A và B ở đây là hai điểm nằm ở trên đường tròn. Lý do là chúng ta thay tọa độ A và B vào trên cái đường tròn ở trên này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy luôn là A và B đều thuộc đường tròn hết. Và nếu mà nhận ra hơn nữa là chúng ta sẽ có được AB ở đây của cô sẽ bằng này.
AB ở đây sẽ bằng là căn bậc 2. AB ở đây sẽ bằng căn bậc 2 của đây là 2 bình cộng với cả 2 bình, nó sẽ là 2 căn 2. Đúng không? 2 căn 2. Nhưng mà nếu AB là 2 căn 2 thì có nghĩa là AB ở đây sẽ là đường kính của đường tròn này luôn. Vì bán kính của đường tròn này thì bằng căn 2 đúng không nào các em? Đó, AB cùng thuộc đường tròn, AB bằng 2 căn 2. Như vậy thì AB sẽ là đường kính của đường tròn này. Đó, ok. Vậy thì khi nó là đường kính thì nó sẽ xây dựng ra thành là tam giác ABC ở đây của cô sẽ là vuông tại M, đúng không? Và từ đó thì chúng ta sẽ có được cái biểu thức T ở đây là bằng MA cộng với MB. Thì các em sẽ có luôn, cái này sẽ là bé hơn hoặc bằng theo định lý Bunya, đúng không nào? Theo định lý Bunya thì chúng ta sẽ có công thức là MA cộng MB sẽ bé hơn căn bậc 2 của này. Tức là 1MA bình, 1MB bình là 1 bình cộng 1 bình nhân với cả MA bình cộng với MB bình. Đó, ok. Như vậy thì các em sẽ thấy ở đây sẽ bằng này căn của 2, đúng không? Nhân MA bình cộng MB bình thì các em thấy là tam giác này vuông tại M rồi. Đây, vuông tại M, đúng không? Thì MA bình cộng MB bình nó chính là AB bình. Vậy đây cô sẽ có là cả căn 2 nhân với cả AB, tức là bằng căn 2 nhân với 2 căn 2. Đó, AB là đường kính là 2 căn 2. Và từ đây chúng ta sẽ có đáp án đây là 4. Đúng không nào? Như vậy thì giá trị mắc mà chúng ta nhận thấy ở đây đó chính là đáp án là D. Mắc của T ở đây sẽ là bằng 4 nhá. Ok. Đó, như vậy thì đây có thể nói là một bài toán là quỹ tích tập hợp điểm khá là khó so với các bài toán trước mà chúng ta vừa làm. Nhưng mà nó cũng không quá là phức tạp để chúng ta có thể nghĩ ra được, đúng không nào? Các bạn vẫn cố gắng thì vẫn có thể làm được và luyện thật nhiều những cái dạng kiểu này này để nhận ra được. Và tuy nhiên thì các em phải, bạn nào mà quên cái định lý Bunya ở dưới này thì nhớ ôn lại nhá. Đó. Rồi, vậy thì đây chính là 8 câu hỏi nằm trong cái phần tập hợp điểm biểu diễn số phức ở dạng nâng cao mà cô đưa đến cho các em. Và 8 câu này theo cô thấy là nó sẽ xuất hiện nhiều trong cái đề thi thử để các bạn có thể ôn tập và luyện để trong phục vụ các em trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Và video này của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.